chào tất cả các anh chị. Trong cái buổi hôm nay, buổi cuối cùng mà tôi được vinh dự tới gặp gỡ cái lớp Kinh Thánh 100 ngày. Vậy trong cái buổi làm việc hôm nay, chúng ta nhìn lại toàn bộ cái chương trình cứu độ của Thiên Chúa trong ba cái giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất, thời cựu ước, đó là cái giai đoạn mà Thiên Chúa chuẩn bị cho ơn cứu độ. Giai đoạn thứ hai, giai đoạn Chúa Kitô, là Thiên Chúa làm người đến trần gian để thực hiện ơn cứu độ. Và giai đoạn thứ ba là giai đoạn hội thánh. Chúa Thánh Thần sẽ đến và Ngài áp dụng ơn cứu độ cho tất cả nhân loại. Như vậy, với ba cái giai đoạn liên tục như vậy, Thiên Chúa hoàn tất toàn bộ kế hoạch cứu độ mà ngay từ đầu Ngài đã nghĩ ra, Ngài đã công bố, Ngài đã mặc khải cho con người. Lần trước chúng ta đã nhìn lại hai cái giai đoạn đầu, giai đoạn chuẩn bị và giai đoạn thực hiện. Trong thời cựu ước, Chúa Cha chuẩn bị cho Chúa Con. Chuẩn bị bằng cách là Thiên Chúa thiết lập tất cả những cái gì liên quan tới ơn cứu độ. Mà trong giáo hội ngày hôm nay, như Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô thứ hai, Ngài gọi là mô hình cứu độ. Chúa Cha đã chuẩn bị và ngang qua dân riêng thời cựu ước, Thiên Chúa làm những gì cho cái dân riêng đó, thì đó là cái cách thức mà Chúa Cha đã xây dựng sẵn một cái mô hình để khi Chúa Giêsu đến, Ngài thực hiện đúng cái bản mẫu đó. Nên chúng ta đọc ở trong phúc âm, Chúa Giêsu nói là: tôi không có nói, cũng không có làm cái gì khác, tôi nói là nói những gì Chúa Cha dạy, nói theo đúng ý Chúa Cha muốn, và tôi làm cũng vậy. Không phải tôi làm theo ý tôi, mà tôi thấy Chúa Cha làm như thế nào, tôi làm giống y như vậy. Cái câu nói đó là cái câu nói mà Chúa Giêsu tiết lộ cho chúng ta thấy toàn bộ cựu ước. Vậy khi Chúa Giêsu đã thực hiện xong qua cái công trình cứu chuộc của Ngài, Ngài về trời, Ngài gửi Chúa Thánh Thần đến, và Chúa Thánh Thần sẽ thực hiện tiếp tục cái kế hoạch cứu độ này. Vậy chúng ta, lần trước chúng ta đã thấy được, để thực hiện cái công trình cứu độ thì Chúa Cha đã thiết lập cái mô hình cứu độ gồm ba giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất, giai đoạn chuẩn bị. Giai đoạn thứ hai, giai đoạn giải thoát dân riêng. Và giai đoạn thứ ba là giai đoạn đưa vào đất hứa. Và với cái hình ảnh ba giai đoạn đó thì sang cái công trình thực hiện, Chúa Giêsu đến, Ngài cũng lập lại đúng y như vậy. Giai đoạn thứ nhất, Ngài chuẩn bị cho cái dân riêng mới này bằng 3 năm rao giảng của Ngài để Ngài thành lập hội thánh. Và giai đoạn thứ hai, Ngài giải thoát
Cái dân riêng mới là tất cả nhân loại bằng cái chết trên thập giá. Và giai đoạn thứ ba là giai đoạn đưa cái nhân loại mới này vào đất hứa mới là nước trời. Thì cái nhiệm vụ, vai trò thực hiện cái giai đoạn thứ ba này dành cho Chúa Thánh Thần. Chúa Giêsu thực hiện hai giai đoạn. Và giai đoạn thứ ba, giai đoạn cuối cùng, chính Chúa Thánh Thần sẽ thực hiện. Vậy Chúa Thánh Thần làm gì với Hội Thánh? Nhìn lại trong toàn bộ cuốn Kinh Thánh, giáo hội đọc ra được Chúa Thánh Thần đến, Ngài thực hiện cái giai đoạn thứ ba trên 7 điểm. Nắm được 7 cái điểm này, chúng ta sẽ hiểu được cái vai trò của Chúa Thánh Thần. Thứ nhất, Chúa Thánh Thần giới thiệu Hội Thánh. Trong cái ngày lễ hiện xuống, Chúa Thánh Thần giới thiệu Hội Thánh với thế giới, với nhân loại, Hội Thánh hữu hình và Hội Thánh vô hình. Mang hai cái khía cạnh, vừa hữu hình vừa vô hình. Vô hình đó là một cái bí ẩn mà chỉ có những ai ở trong Hội Thánh mới biết được. Vô hình Hội Thánh đó là thân thể mầu nhiệm của Chúa Kitô. Và những người Kitô hữu trong Hội Thánh đó là chi thể của Chúa Kitô. Mỗi người là một tế bào trong cái thân thể mầu nhiệm này. Chúa Kitô là đầu và Hội Thánh là thân mình. Như vậy, khi Chúa Thánh Thần đến, Ngài giới thiệu cái thân mình của Chúa Kitô mà từ trước nhân loại chưa biết được cái này. Khi Chúa Kitô đến mới chỉ là cái đầu xuất hiện, chưa có thân mình. Bây giờ Hội Thánh xuất hiện, đó là thân mình, và kết hợp với nhau thành một thân thể. Cái thân thể này nó mang tên là thân thể mầu nhiệm của Chúa Kitô. Đó là khía cạnh vô hình. Và cái khía cạnh vô hình này nó diễn tả cái gì? Diễn tả cái công trình tái tạo của Thiên Chúa đã thành công. Có nghĩa là Chúa Kitô là hình ảnh của Thiên Chúa vô hình. Thì cả cái thân thể mầu nhiệm này nó nằm trong một con người. Và đó chính là cái hình ảnh mà đầu tiên khi Chúa tạo dựng lên ông bà nguyên tổ, giống hình ảnh của Thiên Chúa. Cái hình ảnh này đã bị tội hủy diệt, lấy mất. Vậy Chúa Kitô đến, Ngài phục hồi lại cho con người cái hình ảnh của Thiên Chúa. Mà cái cách phục hồi đó là vừa có đầu là Chúa Kitô, vừa có thân thể là Hội Thánh. Vậy đầu tiên Chúa Thánh Thần phải giới thiệu cái con người mới này. Thứ hai, Chúa Thánh Thần sẽ hướng dẫn Hội Thánh là dân riêng mới để tiếp tục thực hiện cái sứ mạng cứu độ của Chúa Kitô đã bắt đầu. Đó là đem ơn cứu độ cho tất cả thế giới. Và thứ ba, Chúa Thánh Thần sẽ chỉ dạy cho Hội Thánh về cách tổ chức, vì các tông đồ là những thầy thuyền trài suốt ngày lo đánh cá, đâu có học xã hội học, đâu có học chính trị, đâu có bao giờ đứng ra tổ chức. Thành thử chưa biết cách để tổ chức. Thì Chúa Thánh Thần sẽ là cái người hướng dẫn, chỉ dạy cho các tông đồ cái cách tổ chức Hội Thánh. Và trong Hội Thánh của chúng ta chỉ có hai thành phần. Thành phần thứ nhất là thành phần lãnh đạo, gồm có các đức giám mục, thứ hai các linh mục, thứ ba các phó tế. Đức Giáo Hoàng cũng là giám mục, Đức Hồng Y cũng là giám mục,
Thành thử ra ba cái chức vị này thuộc thành phần lãnh đạo mà chúng ta ngày hôm nay gọi là hàng giáo sĩ. Với ba cái thánh chức giám mục, thánh chức linh mục, thánh chức phó tế, để làm thành cái bộ điều hành, làm thành cái thành phần lãnh đạo dân riêng mới của Thiên Chúa. Cái thành phần thứ hai là thành phần giáo dân. Đó là tất cả chúng ta, những người Kitô hữu. Trong đó có các tu sĩ. Đó là cũng thuộc thành phần giáo dân, nhưng mà là một cái thành phần đặc biệt trong giáo dân, thành phần được tuyển chọn. Vậy giáo dân ở trong hội thánh chính là những cái phần tử là thực sự xác nhận hội thánh là ai, hội thánh là gì. Hội thánh mà không có giáo dân cũng giống như một vương quốc không có công dân. Nên hội thánh không phải là những người lãnh đạo, không phải, mà hội thánh là do tất cả chúng ta, mỗi người phải hiệp nhất xây dựng thành hội thánh. Mà thánh Phaolô ngài gọi là một tòa nhà. Cũng giống như một thân thể phải có nhiều tế bào, nhiều phần tử. Nên trong cái Chúa Nhật trước, chúng ta nghe thánh Phaolô ngài nhắc lại cho chúng ta, chỉ có một Chúa Thánh Thần nhưng có nhiều chức vụ, nhiều vị trí trong hội thánh, và tùy theo Chúa Thánh Thần sử dụng, mỗi người Chúa Thánh Thần sẽ ban cho cái khả năng riêng. Người thì nhận được ơn nói tiên tri, người thì nói các tiếng lạ, người thì được ơn chữa bệnh, người thì được ơn hiểu biết, người thì được ơn giải thích các mầu nhiệm. Và mỗi người có những khả năng khác nhau. Vậy trong hội thánh, cái yếu tố quan trọng nhất là sự hiệp nhất. Nếu trong hội thánh mà không có hiệp nhất thì hội thánh sẽ bị hủy diệt. Như Chúa Giêsu bảo, ngay cả cái vương quốc của Satan, nếu Satan mà chia rẽ nhau thì chính nó hủy diệt nó. Nên Chúa căn dặn các tông đồ cũng vậy, hội thánh phải hiệp nhất. Nếu mà chống đối nhau, chia rẽ nhau thì hội thánh sẽ tan rã ngay và hủy diệt cái thân thể của Chúa Kitô. Nên cái thời của thánh Phaolô, thánh Phaolô đã nói rất mạnh và cảnh cáo cái tình trạng này. Đó là ngài gọi những cái phần tử mà gây rối trong hội thánh, trong cộng đoàn, chống đối, phá hoại hội thánh, ngài gọi là những tế bào ung thư, vì nó lạc ra khỏi các tế bào khác, nó không hòa hợp được với các tế bào khác, không sống chung với ai cả. Nên ngài bảo rằng có những kẻ mà không có làm việc gì cả, không có tham gia bất cứ một cái nhiệm vụ nào, nhưng mà việc gì cũng xía mũi vào, cái việc gì cũng xen vào, thì ngài bảo tôi cảnh cáo những người đó, ở yên mà làm việc, phải công tác, phải xây dựng, nhưng không phá hoại, bởi vì đây là cái thân thể của Chúa Kitô. Mà chính vì mình quên ý thức nên mình cứ chờ xem hỏi hội thánh là ai, giáo hội là ai, mình quên mất là chính mình mới là hội thánh, mình là cái phần tử quan trọng xây dựng thành hội thánh. Nên cái vị trí của mỗi người Kitô hữu trong hội thánh rất quan trọng, và cái vị trí đó được giáo hội, tất cả chúng ta, người nào mà có dịp đọc lại cái tông thư mới đây của Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô thứ hai,
tông thư ngày Chúa Nhật, giáo hội xác định lại cái vị trí mỗi người trong hội thánh. Ngày Chúa Nhật, người Kitô hữu ở đâu? Câu hỏi đầu tiên quan trọng nhất, hội thánh đã xác định cái vị trí của người Kitô hữu là một cái tế bào để xây dựng thành cái thân thể Chúa Kitô, xây dựng thành cái đền thờ của Chúa Ba Ngôi. Nên cái ngày Chúa Nhật, vị trí của người Kitô hữu phải ở nhà thờ, không được ở chỗ khác. Nhà thờ nào cũng được, bất cứ nhà thờ nào trên thế giới, nhưng mà phải tới nhà thờ. Có nghĩa là gì? Có nghĩa là ngày Chúa Nhật, người Kitô hữu không được bỏ lễ Chúa Nhật. Trong thánh lễ là cái cách thức để xây dựng hội thánh của Chúa Kitô, xây dựng cái thân thể của Chúa Kitô. Mà thánh Phaolô diễn tả mỗi người là một viên đá sống động, người này phải dựa vào người kia, cứ hai viên đá nó chồng lên một viên đá thứ ba, chồng lên nữa cái thứ ba. Bây giờ một người rời vị trí, cả tòa nhà nó sập. Chúng ta phải hình dung cái hình ảnh đó, phải thấy cái vị trí của mình quan trọng. Mỗi người đều có một vị trí trong cái chương trình cứu độ của Thiên Chúa. Thành thử ra Chúa Thánh Thần phải chỉ dạy cho hội thánh cái cách xây dựng, cách tổ chức. Và cái điểm thứ ba mà Chúa Thánh Thần sẽ giúp cho giáo hội, đó là Ngài nhận cái vai trò huấn luyện hội thánh. Huấn luyện hội thánh ở hai đặc điểm. Đặc điểm thứ nhất là ơn gọi nên thánh. Nên Chúa Giêsu nhiều lần nhắc nhở: các con phải nên thánh như Cha trên trời. Cái nên thánh là cái yếu tố thứ hai mà trong công trình tạo dựng Thiên Chúa ban tặng con người. Cái đặc điểm thứ nhất là hình ảnh của Thiên Chúa. Đặc điểm thứ hai là phẩm chất thánh thiện. Ơn gọi nên thánh là mỗi người Kitô hữu phải nên thánh. Nên chính vì vậy mà giáo hội là cái nhóm gồm các thánh. Một người Kitô hữu không nên thánh, không cố gắng nên thánh, thì cái người Kitô hữu này tự mình đang biến từ lúa thành cỏ lùng, đang bị biến chất và đang trở thành một tế bào ung thư. Chính vì vậy mà giáo hội kêu gọi chứng minh cho Chúa Kitô bằng đời sống thánh thiện. Và cái điểm thứ hai Chúa Thánh Thần huấn luyện chúng ta, đó là Chúa Thánh Thần thúc đẩy, hướng dẫn, chỉ dạy, tác động để mỗi người thực hiện sứ mạng của mình. Sứ mạng làm chứng cho Chúa Kitô, sứ mạng truyền giáo, sứ mạng loan báo tin mừng, nói cho người khác biết Chúa Kitô. Và cái điểm thứ năm, Chúa Thánh Thần sẽ giải thích cho hội thánh hiểu rõ về hội thánh là gì. Và như trong cái hiến chế về giáo hội, Chúa Thánh Thần chỉ dạy cho hội thánh, giải thích hội thánh không chỉ có một chỗ, hiện nay không chỉ có một chỗ, mà hội thánh ở ba nơi mà chúng ta gọi là mầu nhiệm các thánh thông công. Có một số đã ở trên trời, về được tới trời gọi là các thánh, và ở trên đó gọi là thành phần giáo hội chiến thắng. Cái nhóm thứ hai làm thành giáo hội đau khổ là các linh hồn ở trong luyện ngục. Họ chưa được về tới trời, nhưng mà họ còn phải thanh tẩy. Hết thời gian thanh tẩy, họ mới được về trời. Và cái thành phần thứ ba, cái nhóm thứ ba là chúng ta đang ở trần gian, gọi là giáo hội lữ hành. Và nhờ Chúa Thánh Thần giải thích,
Chúng ta phải thấy được cả ba cái nhóm này liên kết chặt chẽ với nhau. Các thánh cầu nguyện cho các linh hồn, chúng ta cầu nguyện cho các linh hồn, thương nhau. Rồi các thánh cầu bầu cùng Chúa cho chúng ta, chúng ta cũng cầu nguyện cho các linh hồn. Các linh hồn ngược lại cũng vậy, các linh hồn cũng cầu nguyện cho chúng ta. Và như vậy, cả ba cái thành phần này, ba cái nhóm người này làm thành hội thánh, làm thành thân thể, chờ cái ngày sum họp gặp nhau trong nước trời. Đó là cái giải thích của Chúa Thánh Thần. Và cái điểm thứ sáu là Chúa Thánh Thần sẽ giáo dục Kitô hữu là dân riêng mới của Thiên Chúa. Giáo dục mỗi người Kitô hữu hai cái bổn phận. Bổn phận thứ nhất đối với Thiên Chúa, hằng ngày biết nhớ tới Thiên Chúa, biết cảm tạ, biết gắn bó với Thiên Chúa. Cái bổn phận thứ hai, bổn phận đối với nhau. Đối với Thiên Chúa thì tin thờ, tuân giữ cái luật, dâng lễ, thờ phượng Chúa, cầu nguyện. Đối với nhau biết yêu thương, biết bác ái, biết tha thứ. Và tất cả những gì Chúa Kitô dạy cũng chỉ trong hai cái bổn phận này. Và cuối cùng cái điểm thứ bảy, Chúa Thánh Thần thánh hóa hội thánh. Thánh hóa hai cái phương diện. Phương diện thứ nhất, thánh hóa tâm hồn bằng một hệ thống các bí tích, hệ thống ơn sủng để thánh hóa, để tẩy sạch tội cho chúng ta và để tăng cái sức mạnh, để mỗi một ngày cái hình ảnh của Thiên Chúa ở nơi mỗi người nó sáng hơn, nó rõ hơn, cho tới ngày mà Chúa Kitô đến. Như Thánh Phaolô ngài giải thích, cái ngày đó Chúa như thế nào chúng ta sẽ thấy như vậy. Và thấy ở đâu? Không phải từ bên ngoài mà thấy từ bên trong. Chúng ta đọc lại trong lớp Kinh Thánh một tập trong tuần, chúng ta sẽ có dịp, không biết các anh chị đã đọc tới sách Gióp chưa? Trong đó sách Gióp diễn tả, tới cái ngày đó tôi sẽ nhìn thấy Thiên Chúa tôi từ trong chính xác thịt của tôi. Không phải nhìn bên ngoài, mà nhìn trong tâm hồn nhận ra rằng mình thấy Thiên Chúa, mình giống hệt Thiên Chúa. Như Thánh Phaolô bảo, nếu anh em sống thánh thiện thì cái ngày Chúa Kitô đến, Chúa như thế nào chúng ta sẽ giống hệt như vậy. Và không cần phải thấy Chúa ở đâu cả, mà thấy Chúa ngay trong con người của mình, nhận ra được Thiên Chúa. Và thánh hóa thứ hai, thánh hóa thân xác, đó là Chúa Thánh Thần dùng các phương thế. Thứ nhất, lời Chúa giúp cho chúng ta thể hiện cái đời sống trong đúng cái tư cách người con của Thiên Chúa. Thứ hai, dùng cầu nguyện để dạy chúng ta tương quan sống thân tình với Thiên Chúa. Vậy thánh hóa hai cái cạnh, tâm hồn bằng các bí tích để ban ân sủng, thánh hóa đời sống bằng lời Chúa để hướng dẫn, cầu nguyện để giúp cho chúng ta thể hiện được đúng cái tư cách con người mới được Thiên Chúa tái tạo. Và với bảy cái điểm này, Chúa Thánh Thần sẽ hoàn tất cái chương trình cứu độ của Thiên Chúa. Như vậy, ngang qua tất cả những cái cuốn sách mà trong Kinh Thánh chúng ta đọc, chúng ta thấy đầu tiên cái mốc xác định các cuốn sách Kinh Thánh thời Cựu Ước được sưu tập lại ở chỗ này, ở cái thời lưu đày Babylon. Lúc đó
không còn đền thờ, không còn gì cả. Và dân Chúa lúc đó mới nhận ra được rằng lời Chúa quan trọng như thế nào. Và họ mới hỏi nhau, những cái người có trách nhiệm trong dân đi hỏi, hỏi cụ già, hỏi thanh niên, hỏi thiếu nữ, hỏi các em bé, còn nhớ được một lời nào mà tổ phụ Môi-se nói không? Còn nhớ được một lời nào của Giô-su-a nói không? Còn nhớ được một lời nào của một tiên tri nào đó nói không? Và họ cứ từng từ mỗi ngày như vậy ghi lại từng cái điều một và gom lại, họ sưu tập lại. Và khi trở về quê hương, lúc đó họ mới in thành sách gọi là Kinh Thánh Cựu Ước. Và đầu tiên họ ghi lại tất cả những gì tổ phụ Môi-se dạy, và gọi cái bộ đầu tiên đó gọi là bộ Ngũ Kinh. Trong cái bộ Ngũ Kinh đó gọi là sách luật, vì trong đó toàn luật. Chúng ta thấy đọc lại cái cuốn sách Sáng Thế, ở chỗ này những người mà ghi lại tất cả những lời các tiên tri nói, họ nghĩ tại sao mà con người có mặt, tại sao vũ trụ lại xuất hiện ngôi sao mặt trời mặt trăng. Và nhờ vậy họ ghi lại hết để hình thành cái cuốn sách Sáng Thế, kể lại cái nguồn gốc vũ trụ và con người. Rồi tại sao lại có cái dân riêng? Chúng ta lại gặp cái cuốn thứ hai, cái cuốn sách Xuất Hành. Trong sách Sáng Thế chúng ta gặp thấy từ đầu cho tới khi Giuse chết. Giuse chết đó là cái giai đoạn chuẩn bị dân riêng. Sách Xuất Hành là cuốn sách kể lại toàn bộ những gì Chúa thực hiện cho dân riêng. Bên cạnh đó thì chúng ta thấy có cuốn sách Dân Số kể lại cái dân riêng của Thiên Chúa thời các tổ phụ, rồi thời Xuất Hành Chúa làm gì cho dân riêng đó, Chúa thương dân riêng đó như thế nào. Đó là ba cuốn sách kể lại cái nguồn gốc của vũ trụ, nhân loại, của dân riêng của Thiên Chúa. Bên cạnh ba cái cuốn sách đó, các anh chị sẽ gặp đọc cái cuốn sách, hai cái cuốn sách quan trọng đối với dân riêng, đó là cuốn sách Luật thứ nhất và cuốn sách Luật thứ hai. Cái cuốn sách Luật thứ nhất gọi là sách Lê Vi. Sách Lê Vi trong đó Thiên Chúa chỉ cho dân tất cả những quy định mà người dân riêng của Thiên Chúa phải thực hiện đối với Thiên Chúa. Cái cuốn sách Lê Vi là giúp cho con người tái lập lại cái tương quan với Thiên Chúa. Cuốn thứ hai là sách Thứ Luật, gọi là Đệ Nhị Luật. Trong đó chỉ cho con người những quy định bổn phận, cách thức sống, cách thức đối xử với đồng loại, để tái lập lại tương quan với đồng loại. Hai cái mối tương quan mà tội nguyên tổ đã phá hỏng. Và trọn vẹn năm cái cuốn sách này gọi là bộ Ngũ Kinh. Rồi tiếp theo chúng ta thấy khi vào dân được Chúa huấn luyện đưa vào được đất hứa, chúng ta sẽ đọc thấy một cuốn sách nữa, đó là sách Thẩm Phán, kể lại cái nguồn gốc của các thẩm phán, tại sao có cái thời thẩm phán. Và sau đó chúng ta thấy thời các vua được kể lại cái lịch sử của dân riêng,
Trải qua bao nhiêu thế kỷ, các vua xuất hiện như thế nào? Ở trong sách thứ nhất, thứ hai các vua. Rồi song song bên cạnh các sách lịch sử, chúng ta thấy xuất hiện ở chỗ này cuốn sách thứ nhất và thứ hai của tiên tri Samuel, kể lại cho chúng ta ở cái thời điểm này. Và tiếp theo chúng ta thấy tình trạng của vương quốc dân riêng của Thiên Chúa chia rẽ và đi tới sụp đổ, và cuối cùng bị đem đi lưu đày. Tất cả những cái sự kiện này được kể lại ở trong sách các vua, kể lại hết cho chúng ta cho tới khi lưu đày Babylon. Song song bên cạnh sách các vua thì chúng ta thấy toàn bộ cái thời kỳ này được kể lại trong hai cuốn sách ký sự. Đó là sách sử kể lại cho chúng ta thấy tại sao mà dân riêng bị lưu đày. Rồi bên cạnh đó chúng ta gặp được cái thể loại thứ ba, đó là sách các tiên tri. Để biết được cái thời kỳ này, thời các vua, thời thẩm phán, chúng ta đọc ở trong sách tiên tri Samuel. Để biết được cái thời kỳ này, chúng ta sẽ đọc thấy được trong sách tiên tri Isaiah, sách tiên tri Hosea, tiên tri Amos, trong sách Jeremiah và sách Aika. Để biết được cái thời kỳ này. Rồi khi mà tới thời lưu đày, chúng ta phải đọc trong sách tiên tri Daniel và Ezekiel, hai vị tiên tri của thời lưu đày. Khi mà dân Chúa được trả tự do trở về quê hương, thì chúng ta sẽ thấy hai cái cuốn sách nổi bật diễn tả cho chúng ta, đó là sách Ezra và sách Nehemia. Hai cái vị này không phải là tiên tri. Rồi để hiểu được là Thiên Chúa đã chuẩn bị tới cái thời kỳ cuối cùng, thì có hai vị tiên tri nổi bật nhất, đó là tiên tri Zakaria và tiên tri Mikea. Hai vị tiên tri báo trước về đấng cứu thế. Và như vậy, tất cả những sách cựu ước kể lại cho chúng ta liên tục cái dòng lịch sử từ khi tạo dựng cho tới Chúa cứu thế xuất hiện. Và nhìn trên cái lược đồ này, chúng ta mới thấy những cái cuốn sách đó kể cho chúng ta ở thời kỳ nào. Và nếu mà đọc rời rạc từng cuốn sách, chúng ta sẽ thấy nó rối tung lên, không hiểu. Lúc thì diễn tả thế này, lúc thì diễn tả thế kia. Thứ hai nữa, chúng ta sẽ thấy là trong sách này cũng nói, sách kia cũng nói, rồi sách khác nữa cũng nói. Vậy thì nghĩa là làm sao? Nhưng mà nếu mà đưa những cái sách đó vào trong, đọc trên cái lược đồ này, chúng ta thấy nó sáng hơn. Để đến khi sang tới cái thời Tân Ước, thì chúng ta sẽ thấy cái thời gian đầu Chúa Giêsu dạy không có sách nào hết. Thì nghe, sau khi Chúa Giêsu chết rồi, Chúa lên trời rồi, lúc đó các tông đồ mới bắt đầu sưu tầm lại, và nó hình thành bốn cuốn phúc âm. Và với bốn cuốn phúc âm đó kể lại cho chúng ta toàn bộ cuộc đời của Chúa Giêsu trong hai cái giai đoạn thực hiện ơn cứu độ. Và bắt đầu từ cái cuốn sách Công vụ các tông đồ, chúng ta bước sang cái giai đoạn thứ ba, giai đoạn của hội thánh. Nên trong giáo hội
các nhà kinh thánh vẫn gọi cái cuốn sách Công vụ Tông đồ là cuốn phúc âm thứ năm, phúc âm của Chúa Thánh Thần, giới thiệu về hội thánh. Và đó là toàn bộ những gì mà chúng ta diễn được cái kinh thánh gọi là mặc khải của Thiên Chúa tiết lộ cho chúng ta. Vậy hôm nay trong cái giờ đầu, để tổng kết lại những gì mà tôi nói, thì tôi gửi tới các anh chị cái bảng so sánh giữa cái thời Cựu Ước và thời Tân Ước. Cái thời Cựu Ước được các nhà lịch sử trong giáo hội gọi là thời kỳ con người ở cái giai đoạn thiếu niên, còn bé, còn ấu trĩ, còn non nớt, còn thiển cận, còn nhiều sai lỗi. Và cái thời Tân Ước gọi là thời giao ước mới, con người đã đạt tới cái mức trưởng thành. Vậy giữa hai cái so sánh này, chúng ta thấy được cái mô hình cứu độ của Thiên Chúa do Chúa Cha thiết lập và mô hình thực hiện ơn cứu độ do Chúa Giêsu thực hiện. Nó song song và nó giống nhau ở trên 8 điểm. Điểm thứ nhất, trong thời Cựu Ước chỉ cho con người thấy có một Thiên Chúa duy nhất, không có Chúa nào khác. Trên trời dưới đất chỉ có một Chúa là Chúa duy nhất. Và đó là cái đặc điểm đầu tiên của cái thời Cựu Ước. Nhưng mà sang tới thời Tân Ước thì Chúa Giêsu tiết lộ cho chúng ta cái vị Thiên Chúa duy nhất đó không phải chỉ có một ngôi mà có tới ba ngôi. Có nghĩa là thời Cựu Ước mới chỉ biết một, chưa biết trọn vẹn. Phải nhờ Chúa Kitô đến, Ngài mới nói cho chúng ta tất cả những gì còn bí ẩn, còn thiếu mà Chúa chưa nói hết. Vậy sang tới thời Tân Ước thì Chúa Kitô chỉ cho chúng ta cái nội dung đức tin, không phải chỉ tin vào một Thiên Chúa duy nhất, mà phải tin vào Thiên Chúa duy nhất đó có ba ngôi. Và chính cái mầu nhiệm Chúa Ba Ngôi trở thành cái nền tảng đức tin của Kitô hữu. Và nhờ cái mặc khải mới này mà con người mới nhận ra được, mới hiểu được toàn bộ cái chương trình cứu độ của Thiên Chúa nó rõ ràng hơn, nó chính xác hơn. Cái điểm thứ hai, ở trong thời Cựu Ước thì một trong những cái đặc điểm lớn nhất mà Thiên Chúa thực hiện gọi là cái giao ước với dân riêng, đó là 10 giới răn, gọi là lề luật. Thì toàn bộ cái lề luật ở thời Cựu Ước đặt trên 10 giới răn. Trong 10 giới răn đó thì dựa trên hai cái đặc điểm. Thứ nhất đó là điểm công bình, tất cả 10 giới răn đều công bình. Và thứ hai đó là bác ái. Và chúng ta trong cái kinh 10 điều răn tóm lại hai điều: trước hết yêu mến Thiên Chúa trên hết mọi sự, thứ hai yêu người như mình ta vậy. Amen. Hết. Tóm lại hai điều đó: công bình và bác ái. Sở dĩ mà Thiên Chúa quyết định hủy bỏ cái dân riêng này, không nhận làm dân riêng nữa, là bởi vì vi phạm hai cái này. Vi phạm công bình, bất công. Bất công với Chúa, bất công với anh em. Đến khi Chúa Giêsu xuất hiện, Ngài nhắc lại cái này với một cái điểm nhấn rất quan trọng: ngươi chưa trả xong cái đồng xu cuối cùng không vào được nước trời. Dân Chúa vi phạm bất công rất nhiều,
bóc lột người nghèo, gian lận, gian tham, giả dối. Bất công với Thiên Chúa, Chúa bảo cái dân này nó thờ ta bằng môi mép, và lòng trí của nó xa ta lắm. Cái dân riêng của Thiên Chúa ngày xưa thời Cựu Ước thực hiện cái điểm bác ái, chỉ yêu thương ai là bạn thân của mình. Cái người nào mà cùng hội cùng thuyền với mình thì yêu thương giúp đỡ, còn không cùng hội cùng thuyền, không phe nhóm với mình, đi ngang qua thấy nó gần chết cũng kệ bà nó, bước đi luôn. Nên chúng ta thấy khi Chúa Giêsu đến, Chúa Giêsu đã phải kể cái câu chuyện người Samari nhân hậu. Và cái người Việt phái, người Do Thái hỏi Chúa Giêsu: vậy ai là anh em của tôi? Cái đức bác ái được giới hạn trong cái cục bộ cùng hội cùng thuyền, cùng phe cùng nhóm. Vậy Chúa Giêsu chỉ nhắc có một điều, cứ suy nghĩ cái điều đó, ai là anh em? Cái người nào mà giúp đỡ một nạn nhân, cho một người khác một ly nước, đó là làm cho chính ta. Và Chúa chỉ bảo ông hãy về làm giống y như vậy. Cứ chỉ dạy có bấy nhiêu. Họ không chấp nhận cái người khác là anh em. Thành thử ra cái người Việt phái, khi họ mời ai tới ăn cơm tại nhà họ, họ lựa chọn. Thành thử ra những ai mà bị tiếng xấu, những ai mà bị họ xếp loại rồi thì không bao giờ được phép bước chân vào nhà họ. Và Chúa Giêsu đến, Chúa phá hết mấy cái hàng rào đó. Thành thử ra làm cho người Do Thái họ điên lên. Từ xưa đến giờ trong nhà cái ông Simon người Biệt Phái đó, không bao giờ mà một cô gái mà lầu xanh mà dám bước chân tới gần cửa, gần cổng, chứ đừng nói dám bước chân vào nhà. Thế mà cái lão Giêsu này, lão vừa xuất hiện một cái, mụ ấy theo vào tận trong nhà, có tức không ấy chứ. Vào đó còn khóc lóc, rồi còn lấy tóc lau chân. Nếu không có Chúa Giêsu thì cái mụ này chắc chắn là bị ném đá chết ngay rồi. Và Chúa Giêsu đến, Ngài giải thoát con người khỏi những cái tình trạng rào cản đó. Anh thử ra sang tới thời Tân Ước, lề luật của Chúa Kitô cao hơn nhiều, nhưng mà cũng rất đơn giản, không có nặng nề. Còn đối với người Biệt Phái, cứ mỗi ngày họ chẻ một sợi tóc ra làm đôi, rồi lại họ ngồi họ tỉ mỉ chẻ ra làm bốn, rồi họ lại ngồi họ tỉ mỉ chẻ ra làm tám, rồi 16, rồi nhân lên cuối cùng cái bộ luật của họ 365 điều khoản. Khiếp quá. Chúa đến, Chúa bảo bỏ hết. Trước khi Chúa về trời, Chúa chỉ nói các tông đồ: thầy chỉ dặn các con giữ một điều thôi, yêu thương nhau, vậy thôi. Chính vì vậy mà Chúa bảo rằng cái luật của Chúa đến không phải phá cái luật Cựu Ước, nhưng mà cái luật thời Cựu Ước đã bị con người làm biến dạng, và Chúa đến để sửa đổi lại, làm hoàn thiện. Cái điểm thứ ba của thời Cựu Ước đó là cái lễ tế. Chính Thiên Chúa chỉ cho dân thực hiện lễ tế. Nên trong sách Cựu Ước viết như thế này: có một cái dân tộc nào mà vĩ đại như cái dân Israel không? Có một cái dân nào mà được chính thần minh chỉ dạy, dạy từng ly từng tí một? Chúng ta đọc trong sách Lê Vi, chúng ta sẽ thấy Chúa chỉ rất kỹ lưỡng, chỉ cho dân Chúa: ngươi thực hiện một cái bàn thờ thì chiều dài nó bao nhiêu, chiều rộng nó bao nhiêu, trên nó làm cái gì,
Rồi mỗi một cái buổi lễ tế thì phải làm cái gì? Chúa chỉ kỹ lắm. Một năm ngươi phải tổ chức 4 cái lễ trọng. Chúa bảo vậy. Và mỗi một cái lễ trọng này phải kéo dài 7 ngày. Và trong mỗi ngày phải làm những cái gì? Chúa chỉ từng tí một. Chính vì vậy mà ngày xưa thời cựu ước dân riêng của Thiên Chúa hãnh diện. Bởi vì họ bảo rằng không có một cái dân tộc nào mà có một cái bộ luật mà hoàn hảo như cái dân này. Vẫn không có một cái dân tộc nào có được một cái nền phục vụ, cái cách thức tôn thờ thần linh như cái dân này. Bởi chính thần linh dạy. Còn chúng ta ngày hôm nay cũng lễ tế đó, nhưng mà hoàn hảo hơn, cao hơn nhiều. Bởi vì cái lễ tế ngày xưa dùng thú vật chiên bò để tế lễ, còn cái lễ tế thời Tân Ước là chính con Thiên Chúa. Máu chiên máu bò ngày xưa chỉ là máu súc vật, còn cái máu mà của thời Tân Ước là máu con Thiên Chúa, máu trong sạch, xóa được tội của nhân loại. Cái điểm thứ tư mà thời Cựu Ước đó là dân Do Thái hãnh diện, bởi vì họ hãnh diện cái điều họ là con Thiên Chúa. Nên khi Chúa Giêsu đến, họ đã tự khai báo với Chúa Giêsu: chúng tôi là con Thiên Chúa, chúng tôi có Thiên Chúa là Cha. Nhưng rồi Chúa Giêsu chỉ cho họ thấy không phải. Họ bảo họ là con cháu Abraham, Chúa bảo không phải. Họ bảo rằng họ là con Thiên Chúa, Chúa bảo không phải. Và Chúa bảo nếu là con Abraham thì như thế này cơ, nếu là con Thiên Chúa thì như thế kia cơ. Còn con Abraham, con Thiên Chúa mà chống lại Chúa Giêsu, Chúa bảo không phải. Thành thử ra đến khi thời Tân Ước, Chúa cũng dạy chúng ta với bí tích rửa tội chúng ta là con Thiên Chúa. Thánh Phaolô xác nhận lại một lần nữa, với bí tích rửa tội làm cho chúng ta trở thành con Thiên Chúa và thực sự là thế. Hãy bảo đúng là như vậy. Vậy thì một người con Thiên Chúa phải như thế nào? Chúa Giêsu bảo rằng con Abraham mà không có sống theo lời Chúa, không thực hiện như Abraham, con Thiên Chúa mà không làm đúng như Chúa muốn, làm ngược lại lời Chúa, thì nguyên cái dấu hiệu đó không phải. Cái điểm thứ năm đó là cái biến cố lớn nhất mà dân riêng của Thiên Chúa phải ghi lòng tạc dạ. Mà Chúa bảo rằng ngươi phải dạy cho con cháu của ngươi hết đời này sang đời khác, và phải lập lại. Đó là cái cuộc xuất hành, cái lễ chiên vượt qua hàng năm, không được quên, không được bỏ. Và cái người Do Thái ngày hôm nay người ta giữ rất kỹ, nhớ ghi tâm khắc cốt hết đời này tới đời khác. Ví dụ như một ông tài xế người Do Thái lái xe cho một ông chủ, ông giám đốc của một công ty lớn, tới đúng 6 giờ chiều của ngày thứ 6 bước sang cái ngày hưu lễ, đang chạy xe trên đường thắng lại, nói với ông chủ: ông tự đi bộ về, tôi tới đây là cái ngày lễ nghỉ, tôi không được phép làm việc, để xe giữa đường đứng bỏ đi. Ông chủ đuổi họ cũng chấp nhận, nhưng mà không vi phạm luật Chúa. Cái người Do Thái họ ghi tâm khắc cốt điều đó. Cái cuộc xuất hành đó là cái biến cố lớn lắm, để nhắc rằng cứ mỗi năm cái đứa con bé nhất trong gia đình phải hỏi người cha: thưa cha, cái bữa ăn hôm nay nó ý nghĩa nó như thế nào?
Thì cái người cha phải trả lời cho nó: đây là cái bữa ăn mà ghi nhớ lại cái ngày mà Thiên Chúa cứu chúng ta ra khỏi cái tình trạng nô lệ Ai Cập. Thì cũng vậy, ngày hôm nay, ba cái ngày tuần thánh, tam nhật thánh, cái người dân riêng mới cũng được giáo hội nhắc lại. Và mỗi người Kitô hữu làm sao mà phải tham dự được ba cái ngày đó, để nhắc cho nhau. Không biết chúng ta có cái gia đình nào thực hiện được như vậy không? Dạy cho con mỗi năm tới cái ngày này con phải đứng lên trong cái giờ kinh tối gia đình, con hỏi cha mẹ con rằng: thưa bố, thưa mẹ, hôm nay cái ngày lễ hôm nay thứ năm tuần thánh, thứ sáu tuần thánh, thứ bảy tuần thánh ý nghĩa gì? Thì tất cả những ông bố bà mẹ Kitô giáo đều phải trả lời được: ba cái ngày này là kỷ niệm nhớ lại cái cuộc xuất hành mà Chúa Kitô chết trên thập giá để giải thoát chúng ta, giải thoát tất cả nhân loại khỏi tình trạng tội lỗi. Trả lời được cho đứa con, và để làm sao dạy nó về sau nó lớn lên, nó có gia đình, nó cũng lại phải dạy lại con nó cái điều đó. Đó mới là dân riêng. Thì ước mong sao mà Thiên Chúa chờ đợi chúng ta, mỗi người Kitô hữu làm chứng cho Chúa cái điểm này. Cái điểm thứ sáu đó là cái thức ăn trong cái thời gian sa mạc. Cái hình ảnh bánh mana ghi đậm nét trong dân riêng, và cho tới thời Chúa Giêsu suốt 20 thế kỷ rồi họ vẫn không quên được cái hình ảnh đó. Để khi Chúa Giêsu đến, họ bảo: ngày xưa Thiên Chúa đã nuôi chúng tôi bằng bánh mana trong suốt 40 năm tại sa mạc. Vậy ngày hôm nay cũng vậy, thời tân ước Chúa Giêsu cũng lập lại chính cái điều Chúa Cha đã thiết lập, đó là dùng một cái bánh bầu trời khác là chính thịt máu Chúa để nuôi sống cái dân riêng mới này, cũng trên cái sa mạc buồn này, suốt cái thời gian ở trần gian trên con đường về quê trời, giống như một cái sa mạc vậy. Để Chúa nuôi, mà Chúa bảo rằng cái bánh của cái thời tân ước là thịt máu Chúa, nó còn cao quý gấp tỷ lần cái bánh mana. Ai ăn cái bánh mana thời cũ ước sẽ chết, ai ăn bánh này sẽ có cái sự sống cho tới đời đời. Cái điểm thứ bảy, cái điểm trung tâm của đức tin, đó là cái hình ảnh đền thờ thời cựu ước, cái đền thờ Jerusalem, đền thờ quan trọng lắm. Đó là cái trung tâm của đời sống, trung tâm của đức tin, cả về mặt tinh thần, cả về mặt đời sống. Những cái đền thờ đó chỉ được xây bằng đá, bằng gỗ rất quý, và chính Thiên Chúa chỉ cho dân cái cách xây đền thờ. Chúa chỉ kỹ lắm, xây một cái đền thờ nó bao nhiêu cột, nó bao nhiêu cửa, nó bao nhiêu phòng, nó gồm mấy khu vực, và mỗi một chỗ phải đặt những cái gì, Chúa chỉ kỹ lắm. Sang cái thời tân ước, Chúa Kitô bảo cái đền thờ đó Chúa đổi rồi, Chúa muốn xây một cái đền thờ khác, phá cái đền thờ đó đi, ba ngày ta xây lại. Và cái đền thờ mới này chính là mỗi người chúng ta, chính là thân xác tâm hồn mỗi người, mới là cái đền thờ thực sự mà Thiên Chúa chờ đợi. Cái nơi đó Chúa cư ngụ. Trong cái ngày mà khánh thành cái đền thờ Jerusalem đầu tiên, khi vua Salomon khánh thành, thì Chúa có nói với dân Chúa rằng: các ngươi hãy nhớ một điều này, cái đền thờ này nó lộng lẫy, làm bằng vàng ròng, những cái cột, những cái màn trướng, những cái bờ tường, những cái cẩm
bằng vàng hết, quý lắm. Chúa bảo rằng bao nhiêu công sức như vậy đấy, nhưng mà Chúa bảo ngày nào các ngươi bỏ lời Chúa, ngày nào các ngươi phản bội, thì cái đền thờ này nó trở thành hoang vu phế tích, không có Chúa nào ngự được cả. Sang tới thời Tân Ước, chính Chúa Kitô trở thành đền thờ, và Ngài nói cho chúng ta biết mỗi người chúng ta cũng trở thành đền thờ của Thiên Chúa. Như Thánh Phaolô Ngài nhắc, anh em không biết anh em chính là đền thờ của Thiên Chúa hay sao? Anh em quên cái đó, không ý thức. Thân xác của anh em, linh hồn của anh em là đền thờ của Chúa Ba Ngôi, là đền thờ do chính Chúa Thánh Thần xây dựng. Vậy Chúa Kitô cũng nhắc chúng ta cũng cái điều này. Ngày xưa nhắc với dân riêng, ngày nào ngươi phản bội, ngày nào ngươi bỏ Chúa, thì ngày đó cái thân xác của ngươi, tâm hồn của ngươi là cái đền thờ đó, không có Chúa nào ngự, coi như hư mất đời đời. Cái điểm cuối cùng đó là hình ảnh mà Chúa Kitô nhắc lại sau này các tiên tri. Tiên tri Ô-sê mô tả cái dân riêng của Thiên Chúa là bạn trăm năm của Thiên Chúa. Một người bạn trăm năm mà như Hô-sê bảo rằng đó là một cái mụ mất nết, bỏ chồng ngoại tình, được tha thứ bao nhiêu lần vẫn tái phạm. Một người bạn trăm năm thất tín, và Thiên Chúa đã yêu thương với tất cả cái tình yêu khôn tả. Thì cuối cùng cái điểm thứ 8 này, ngày hôm nay thời Tân Ước, hội thánh chính là bạn trăm năm của Chúa Kitô. Thánh Phaolô còn nói rõ hơn, chính chúng tôi là cái người được Thiên Chúa trao cho cái chức năng thay mặt Thiên Chúa, thì chính chúng tôi đã đính hôn anh em từng người một với Chúa Kitô, và chính anh em mỗi người sẽ là bạn trăm năm của Chúa Kitô. Vậy ước mong gì, ước mong sao cái người bạn trăm năm là tất cả chúng ta đừng trở thành những kẻ mất nết. Chúng ta tạm nghỉ 10 phút. Điểm cuối cùng mà tôi chia sẻ với các anh các chị hôm nay, đó là chúng ta có một câu hỏi: thế thì mỗi người Kitô hữu ngày hôm nay phải làm những gì để xây dựng được cái thân thể mầu nhiệm của Chúa Kitô? Thì như Chúa Kitô nói với chúng ta, khi Chúa Thánh Thần đến, Ngài không nói cái gì mới, cũng không thêm cái gì cả. Ngài nhắc các con nhớ lại những gì Thầy đã dạy. Vậy nếu trong suốt thời Cựu Ước, Chúa Cha đã chuẩn bị cả một cái mô hình sẵn, thì khi Chúa Kitô đến, Ngài thực hiện nguyên vẹn và làm cho cái mô hình đó trở thành hiện thực cho tất cả nhân loại, thì tới phiên chúng ta, những người Kitô hữu, thì chúng ta cũng không làm cái gì mới cả, và cũng lại lập lại, tái diễn lại cái mô hình cứu độ này, để cái mục đích chính của mỗi người Kitô hữu là giống Chúa Kitô, nên giống Chúa Kitô. Vậy Chúa Kitô làm cái gì? Chúng ta sẽ thấy Chúa nhắc các tông đồ ngày xưa, các con hãy theo gương của Thầy, Thầy làm gì các con hãy bắt chước làm theo, và nếu thực hiện được như vậy, chúng ta thực hiện đúng được cái đường hướng ý muốn của Thiên Chúa.
Vậy cái điểm thứ nhất chúng ta thấy được Chúa Giêsu là đấng cứu thế xuất hiện, một Thiên Chúa làm người giống hệt như mọi người, mang tên một con người, sinh ra trong một gia đình nhân loại. Thì cũng vậy, mỗi người Kitô hữu ngày hôm nay, giáo hội cũng nhận ra được rằng cũng xuất hiện trên đời này và với bí tích rửa tội, đó là con Thiên Chúa, mang tên như mọi người, sống như mọi người trong một gia đình nhân loại. Vậy Chúa Kitô đến, Ngài thực hiện ba giai đoạn mà Thiên Chúa đã thiết lập, thì chúng ta cũng vậy, lập lại ba cái giai đoạn đó. Giai đoạn thứ nhất, đó là giai đoạn Thiên Chúa thành lập dân riêng mới bằng cách Ngài thực hiện cái công trình nhập thể, cái mầu nhiệm nhập thể. Thì người Kitô ngày hôm nay cũng vậy, tái diễn lại cái mầu nhiệm nhập thể đó trong chính đời mình. Vậy Chúa Kitô được gọi là Adam mới. Ngài đến, Ngài thực hiện cái mầu nhiệm nhập thể, thì thứ nhất, Ngài kêu gọi con người hối cải. Thứ hai, Ngài công bố cái hiến chương nước trời. Đó là cái quy định của vương quốc mà chúng ta chuẩn bị để sống trong đó. Thứ ba, Ngài thực hiện cái cách thức loan báo tin mừng bằng ba cách: dùng dụ ngôn, dùng phép lạ, dùng các môn đệ để tiếp tục cái sứ mạng cứu độ của Ngài. Thứ tư, Ngài mặc khải cho chúng ta biết Chúa ba ngôn. Và thứ năm, Ngài gửi lại cho chúng ta cái giới răn mới để nói cho chúng ta biết cái tiêu chuẩn để trở thành công dân trong nước trời. Không yêu thương không có mặt trong nước trời. Trong cái giai đoạn thứ nhất, nhập thể là tái diễn lại những cái công việc của Chúa Kitô đã làm. Thì người Kitô hữu làm gì? Cái điểm thứ nhất, lắng nghe lời Chúa để hối cải. Điểm thứ hai, sống theo tám mối phúc thật để trở thành công dân nước trời. Thứ ba, thực hiện cái sứ mạng mà Chúa Kitô trao cho chúng ta, sứ mạng loan báo tin mừng bằng ba cách. Cách thứ nhất, Chúa dùng dụ ngôn để chỉ cho chúng ta cái cách rèn luyện bản thân của mình, qua dụ ngôn để chúng ta sửa đổi lại những cái gì sai lỗi, những cái gì thiếu sót, những cái gì lệch lạc, sửa đổi lại. Và đó là cái cách chúng ta áp dụng dụ ngôn. Cái cách thứ hai, đó là Chúa dùng phép lạ để chữa lành. Thì ngày hôm nay, cái cách để cho chúng ta cũng chứng minh mình thực hiện phép lạ, đó là chúng ta siêng năng lãnh nhận các bí tích để đổi mới con người, để chúng ta chứng minh chúng ta đón nhận ơn cứu độ. Và cuối cùng, cách thứ ba, Chúa đã dùng các môn đệ, thì ngày hôm nay chúng ta tiếp tục cái sứ mạng. Và như vậy là chúng ta đang tái diễn mầu nhiệm nhập thể. Thứ tư, chúng ta nghe theo Chúa Thánh Thần hướng dẫn để chứng minh nước trời đang xuất hiện tại trần gian này, từ trong gia đình của mình, để mỗi gia đình Kitô hữu có thể nói với mọi người rằng khi quý vị hỏi chúng tôi nước trời là gì, nước trời ở đâu,
thì chúng tôi có thể trả lời rằng nước trời là một đời sống, một cuộc sống, trong đó chỉ có hạnh phúc, yêu thương, ánh sáng, bình an. Thì người ta sẽ hỏi, vậy thì nước trời ở đâu? Mỗi gia đình Kitô hữu, mỗi người Kitô hữu sẽ mời họ tới gia đình của tôi mà xem, sẽ thấy nước trời đang xuất hiện. Trong gia đình của chúng tôi chỉ có hạnh phúc, yêu thương, bình an. Không có cãi nhau, không có tranh giành, không có hận thù, không có chém giết, không có nói xấu, không nghĩ xấu. Đó là nước trời. Nên Chúa Giêsu nói với các tông đồ, các con hãy đi khắp nơi nói cho mọi người biết cái tin mừng nước trời nào, kêu gọi họ hối cải, và chính các con phải làm chứng về những điều đó và tái diễn lại là chúng ta chứng minh. Đừng tìm ở đâu xa cả, tới gia đình chúng tôi, hãy đến mà xem. Và đó là tái diễn cái mầu nhiệm nhập thể, để trong đó mỗi gia đình Kitô hữu, mỗi người Kitô hữu chứng minh, báo cho mọi người biết về Chúa Ba Ngôi, nói cho mọi người biết cái mầu nhiệm Ba Ngôi là một mầu nhiệm yêu thương, hạnh phúc bằng chính cái đời sống của mình. Tôi giới thiệu mầu nhiệm Chúa Cha bằng cách nhìn tôi, nhìn gia đình tôi sống theo lời Chúa như thế nào, từng chấm từng phẩy, thì đó là cái chứng minh lớn nhất về Chúa Cha. Chứng minh thứ hai, gia đình tôi là sự hiện diện của Chúa Con. Mọi người sẽ thấy được rằng mọi thành viên trong gia đình tôi không có ngày nào mà không dâng lễ, không có ngày nào mà không rước lễ. Trong mỗi người chúng tôi có Chúa Giêsu hiện diện. Đó là cái bằng chứng về Chúa Con. Và cuối cùng, bằng chứng về Chúa Thánh Thần. Trong gia đình của tôi, tất cả mọi người làm gì, đi đâu, chúng tôi cuối ngày chúng tôi tụ họp nhau và cầu nguyện chung với nhau, bằng chứng của Chúa Thánh Thần. Và với cái đời sống như vậy, giới thiệu với người khác về Chúa Ba Ngôi đang xuất hiện trong gia đình của tôi. Và cuối cùng, Chúa Giêsu công bố cái giới răn mới, thì chính chúng ta tái diễn và thực hiện cái giới răn mới này theo gương của Chúa Giêsu. Chúa Giêsu bảo, thầy để lại cho các con cái giới răn mới này, thầy yêu thương các con như thế nào, các con thương nhau giống như vậy. Thì mỗi người Kitô hữu chứng minh cái điều này, tôi biết được, tôi nhận ra được Chúa thương tôi như thế nào, tôi thương người khác giống hệt như vậy. Để thực hiện được điều này, chúng ta chứng minh chúng ta đủ tiêu chuẩn vào nước trời. Như Chúa Giêsu yêu thương, thầy đã cúi xuống rửa chân cho các con cũng rửa chân cho nhau. Cái giai đoạn thứ hai, Chúa Giêsu thực hiện cái công trình cứu chuộc. Hai cái giai đoạn. Vậy trước hết, để thực hiện công trình cứu chuộc, Chúa báo trước khổ nạn ba lần. Thì cũng vậy, một người Kitô hữu cũng tiếp tục cái sứ mạng cứu độ của Chúa Kitô. Đó là cũng loan báo tin mừng, nói cho người khác biết mỗi ngày ba lần. Như người Do Thái, một người Do Thái đạo đức như thời các tông đồ, các ngài đã thể hiện được cái tinh thần đạo đức đó. Mỗi ngày
họ đều lên đền thờ cầu nguyện, không phải 3 lần, 4 lần. Vậy một người Kitô hữu cũng phải báo trước cho mọi người biết cái ơn cứu độ 3 lần, sáng, trưa, tối. Vậy chúng ta có nhiều cách để báo trước. Báo trước, trước mỗi bữa ăn, mỗi người làm dấu thánh giá tạ ơn Chúa. Bữa sáng, bữa trưa, bữa tối. Báo trước cái cuộc khổ nạn này 3 lần. Buổi sáng thức dậy dâng mình, dâng ngày cho Chúa, mọi người dâng ngày cho Chúa. Buổi trưa đang khi làm việc nhớ tới Chúa, tạ ơn Chúa, xin Chúa chúc lành cho cái ngày sống của mình. Buổi tối cùng sum họp nhau cầu nguyện, tạ ơn Chúa. Đó là cách để báo trước cái ơn cứu chuộc. Thứ hai, Chúa Giêsu thực hiện cái bữa tiệc ly. Thì chúng ta là người Kitô hữu đừng bao giờ bỏ lễ, đặc biệt là thánh lễ Chúa Nhật. Và đặc biệt hơn nữa, đó là cái tuần thánh, cái ngày mà kỷ niệm Chúa chết. Rồi thứ ba, Chúa Giêsu thực hiện cái cuộc tử nạn. Thì Chúa Giêsu bảo ai muốn theo ta thì cũng phải khoác thập giá mỗi ngày. Có nhiều loại thập giá lắm, có những thánh giá bằng đá, bằng sắt, bằng gỗ, nhưng mà cũng có những thánh giá bằng bùn vác không nổi, vì vác cũng không biết cách nào để vác cả. Nhưng có một cách mà trong Kinh Thánh chỉ cho chúng ta, sách Khôn Ngoan chỉ cho chúng ta cái cách này: con hãy chu toàn mọi công việc, mọi bổn phận, mà đừng bao giờ con mở miệng lẩm bẩm kêu trách. Đó là cái cách vác thập giá hữu hiệu nhất. Bằng gì cũng vác được hết, bằng đá, bằng đất, bằng gỗ, bằng bùn vác được hết. Chấp nhận mọi sự, không kêu trách, không lẩm bẩm. Và thứ tư, Chúa Giêsu sau khi chết sống lại. Sống lại đó là Chúa chứng minh cho các tông đồ thấy Chúa sống đời sống mới. Thì Thánh Phaolô cũng nhắc chúng ta cái điểm này: anh em hãy sống lại với Chúa Kitô. Đó là chúng ta chứng minh chúng ta sống cái đời sống mới, một đời sống công bằng, bác ái, một đời sống thánh thiện, tốt lành, biết yêu thương, biết tha thứ, biết thương xót nhau. Và thứ năm, Chúa Giêsu hiện ra. Hiện ra là Chúa nói với các tông đồ 2 điểm. Điểm thứ nhất, Thầy đã chiến thắng thế gian, công bố cái cuộc chiến thắng. Thứ hai, Chúa nhắc các tông đồ về cái đức tin, tin vào lời Chúa, nhớ lại lời Chúa. Thì một người Kitô hữu chứng minh sống lại cũng bằng 2 cách này: chứng minh với mọi người tôi chiến thắng tội, chiến thắng tính xấu, chiến thắng ma quỷ cám dỗ như thế nào, công bố cái cuộc chiến thắng này. Thứ hai, nhắc mọi người, nhất là những người thân trong gia đình của mình, nhớ lại lời Chúa, giữ vững đức tin. Nên có những vị thánh khi trong trách nhiệm làm cha làm mẹ, họ dạy con cái họ như vua thánh Louis bà mẹ dạy con, như thánh Don Bosco bà mẹ dạy con, như thánh Augustino bà mẹ dạy con. Dạy cái gì? Họ dạy đơn giản lắm. Như thánh vua thánh Louis bà mẹ nói với đứa con của mình như thế này: con có làm vua, cái chuyện đó tốt, con không làm vua thì cũng chẳng sao. Nhưng chỉ có một điều con đừng bao giờ quên: tối nào con cũng phải cầu nguyện. Nhắc có một câu, còn
bà mẹ của Thánh Don Bosco, Ngài nhớ mãi. Khi tôi còn bé, tôi chưa có hiểu gì. Nhiều khi tôi nằm vào giường, tôi ngủ luôn. Mẹ tôi bao giờ cũng vậy. Bà, buổi tối là bà quan sát và xem tôi có cầu nguyện, có đọc kinh không. Và thấy tôi không đọc kinh, bà lôi cổ dậy, cầm tay tôi làm dấu và cầu nguyện thay cho tôi. À, sau đó mới chịu để cho tôi ngủ. Và nhớ mãi cái đó. Vậy đó là cách thức để cho chúng ta chứng minh chúng ta sống đời sống mới. Nên Thánh Phaolô bảo anh em đừng có trở lại cái đời sống cũ nữa. Và đó là cách thức chúng ta sống lại. Và cuối cùng đó là chúng ta giai đoạn thứ ba tái diễn Chúa Kitô. Chúa Kitô đã sống hà, đã hiện ra và cuối cùng Ngài lên trời. Chúng ta chứng minh được hai cái giai đoạn đầu thì cái giai đoạn cuối cùng chúng ta chắc chắn, như Chúa Giêsu nói, cái ngày cuối cùng Chúa trở lại thì Chúa sẽ đưa chúng ta vào nước trời, vì chúng ta xác quyết được một điều: Chúa ở đâu con ở đó, Thầy ở đâu Thầy cũng muốn các con cũng ở đó với Thầy. Vậy hôm nay tôi kết thúc cái phần chia sẻ ngắn gọn với tất cả các anh các chị, để trước thềm năm mới chúc các anh các chị năm mới với cuộc sống mới, chúc các anh các chị một năm mới được tràn đầy ơn Chúa, nhất là chúng ta chứng minh được giống Chúa Kitô trong cái năm mới này. Năm Đinh Hợi, cái hình ảnh con heo nó có nhiều cái đặc tính. Đó là cái con vật phàm ăn dơ bẩn, nhưng mà nó có một cái đặc biệt mà chẳng có một con vật nào có được. Con người chúng ta cũng chẳng có được như nó. Cái con heo nó có một cái đặc điểm rất lớn, mà không có nó thì nhiều người cũng đã rơi vào sai lầm. Nó có cái khả năng đánh hơi ở chỗ là ở những cái miền đầm lầy, có những cái nơi mà đất nó lún, nó lôi người xuống thì bao giờ cũng vậy. Người ta dắt con heo cho nó đi đằng trước, nó đi chỗ nào người ta đi theo đúng bước chân của nó, không bao giờ bị lún, không bao giờ bị rơi xuống bùn. Nó có cái khả năng rất là hay ở chỗ đó. Với cái hình ảnh đó thì chúng ta nhớ tới cái lời Thánh Phaolô nói với chúng ta: Chúa Kitô đến làm người, Ngài giống chúng ta mọi đàng, chỉ trừ có một điều: tội lỗi. Ngài không phạm tội. Vậy trong cái năm con heo, cầu chúc tất cả các anh các chị chúng ta cầu nguyện cho nhau, làm sao xin Chúa ban cho chúng ta có được cái khả năng đó, khả năng đánh hơi, thấy chỗ nào bẫy tội đừng bao giờ bước vào. Cảm ơn.